tất cả các quý khán chúng ta đã trở lại câu chuyện ngắn cập nhật ở trang bài social, The True Social của Tổng thống Trump. Trên màn ảnh chúng ta đó là nhận diện của The True Social. 14 tiếng trước, Tổng thống Trump đã viết một cái đám quỷ ban unselected, tức là sự lựa chọn, không có sự lựa chọn bởi dân bầu đó. Trong đó thì có 10 thành viên, trong đó có hai thành viên của đảng Cộng Hòa đều chống ông Trump, đó là Adam Kinzinger và Liz Cheney. Đã hoàn toàn quên rằng bà Nancy Pelosi phải chịu trách nhiệm cho cái sự giới thiệu của tôi rằng là phải cần có cái hệ thống troop là quân đội để bảo vệ Washington DC vào giai đoạn ngày 6 tháng 1. Những thông tin tình báo trước ngày 6 tháng 1 đã chỉ dẫn về điều này. Và nếu bà ta làm theo cái lời recommendation của tôi thì sẽ không có sự kiện ngày 6 tháng 1. Trong khi đó, Tổng thống Trump còn đưa lên một trang mạng tiếp theo, đó là sự kiện. Hai cái thứ mà đảng Dân Chủ rất là tuyệt vời, rất là giỏi, đó là những thông tin xạo và có thể đánh cắp tất cả những cuộc đương nhiên cho 2020 và 2022. Cũng cùng một cái dòng tweet trước thì Tổng thống Trump cũng cho rằng cái vấn đề sự đánh đuổi bà Nancy Pelosi và kể cả luôn cái vấn đề bà Liz Cheney đã hoàn toàn thất bại trong cái chức vụ Hạ viện và kể cả luôn Adam Kinzinger. Cái ủy ban ngày 6 tháng 1 của Đảng Dân Chủ giống như nước Nga và trước phế lần 1, lần 2. Và đương nhiên trong cái sự kiện đó là trước phế lần 3. Trước phế lần 3. Và họ không muốn. Họ không muốn cho tôi. Họ không muốn chúng tôi. Hay là họ không muốn tất cả những thành viên của Đảng Cộng hòa, này tôi dịch thôi nha. Còn cái vấn đề đặt ra đó thì trên màn ảnh mình sẽ thấy rất là cụ thể về cách mà Tổng thống Trump true social như thế nào. Có nghĩa là Tổng thống Trump rất là rõ ràng về điều này, tức là tôi đánh bại họ mặc dù họ đã có sự lận gian. Hãy nhìn vào sự kiện của FBI, hãy nhìn sự kiện của Twitter, hãy nhìn vào sự kiện của một số công ty truyền thông mạng xã hội để thấy họ đã cố gắng và hợp tác như thế nào để đánh đuổi tôi. Trong khi đó, 15 tiếng trước, Tổng thống Trump cũng cho rằng cái dự luật chi tiêu gói cuối cùng của đảng Dân Chủ là 1.800 tỷ Mỹ kim là hoàn toàn disaster là tai hại, ám ảnh. Mà trong khi đó, Mỹ đặt China là người đã giúp cái đảng Dân Chủ có được chiến thắng 1.800 tỷ Mỹ kim. Một sự kiện là vô cùng tệ cho đất nước và tệ cho đảng Cộng Hòa. Và đó là câu chuyện ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.